Xin chào anh em Hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em cách chuyển hình chụp này thành hình về bút chì trên Photoshop Đầu tiên ta có một tấm hình như thế này Các bước làm như sau Mình sẽ Ctrl R lên một layer để mình làm việc Sau đó mình cho nó trở thành màu ray Mình vào Image Adjustment Phim tắt là Shift Ctrl U Tiếp theo ta copy thêm một layer nữa. Hiện tại mình có hai layer. Nhưng mà hai layer này mình sẽ cho nó ấm bàn nhau. Ví dụ layer một này là hình đen trắng như thế này. Và layer copy này mình sẽ đào màu lại. Ví dụ chỗ này trắng này nó thành đen. Chỗ này đen nó thành trắng. Người ta gọi là ấm bàn. Ta vào image. Adjustment. Invert phím tắt của nó là control y ngắn đó hai bạn nghe âm bạn rồi và ta hóa trộn chỗ nào nó nghịch đảo thì chỗ đó nó sẽ không có màu color đó đây bây giờ mình sẽ cho cái hình ở trên đây này, này hình này này nó sẽ nhòe ra chút xíu vì hiện tại hai laser này mình hóa trộn color đó và cái chi tiết nó nằm trong lên nhau và bây giờ mình sẽ cho nó nhoa ra chút xíu để mình thấy được các cái đường lai mình vào filter blur gaussian blur đó rồi mình có thể tăng lên chút xíu ở đây mình thấy này nó có các chi tiết đây rồi mình không cần phải đưa lên quá cao nó sẽ không thật mình sẽ giảm lại chút xíu đó. rồi mình ok hai cái này mình sẽ nhấn phím Ctrl E để mình gộp nó lại mình vô nó lại nữa được chưa và mình sẽ sử dụng bơm cái này là chỗ nào có chi tiết đầm nó sẽ đầm hơn và mình sẽ bôi vào chỗ nào muốn đầm thêm dù chỗ này chẳng hạn anh em muốn đầm từ từ hoặc đầm nhiều thì nó nằm ở đây này ngay cái thân trên này này ví dụ mình cho qua này thì nó đầm quá trời thì mình đấy là muốn đầm từ từ thôi được chưa đó và đầm chỗ nào cần đầm ví dụ cái mũi này mình cần đầm đó mắt này mình cần đầm các đường vết thân này, này. lỗ tai anh em đừng làm quá làm quá nó sẽ không tự nhiên được chưa rồi đó chỗ nào đầm mình sẽ cho đầm lên đấy rồi chỉ một vài thao tác cơ bản như thế này mình đã có một hình vẽ bóng bút chì rồi bài này xong có gì anh em uh, chia sẻ link và like comment giúp mình xin cảm ơn anh em